Rồi, ok. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến với video tiếp theo. Thì 5 video trước anh đã hướng dẫn các bạn 5 cách duyệt cây. Đó là not left right, not right left, left not right, right not left. Và video trước anh đã hướng dẫn các bạn cách duyệt cái kiểu là right, left, not xong rồi đúng không? Thì hôm nay là video cuối cùng nói về 6 cách duyệt này. Anh sẽ hướng dẫn các bạn cách duyệt cuối cùng, đó là cách duyệt theo kiểu là left, right, not. Đó, nó cũng không có gì khó khăn đâu. Rồi bây giờ anh sẽ nêu lại cái mới. Rồi bây giờ sẽ nhập vào các phần tử như sau, đó là 5. Những ví dụ của anh nó lặp lại những giá trị này. Bây giờ anh muốn xuyên suốt tất cả video các bạn để các bạn có một cái nhìn dễ hơn. 5, 7 trừ 2 0 trừ gì? 0 trừ 5. 1, 6 trừ 3. 1, 6 trừ 3. Rồi hình thành cái gì phân? Đầu tiên 5 là nó góc. Đến đây 7 qua bên gì? Bên phải. Rồi trừ 2 qua bên trái. Rồi 0 qua bên đây. Đó, ta làm nhanh luôn ha. Rồi trừ 5 nhỏ hơn 5 qua bên trái. Trừ 5 nhỏ hơn trừ 2 qua bên trái tiếp tục. Rồi 1, 1 nhỏ hơn 5 qua bên trái. 1 lớn trừ 2 qua bên phải. 1 lớn hơn 0 qua bên đâu? Qua bên phải tiếp tục. Rồi 6, 6 lớn 5 qua bên phải, 6 nhỏ hơn 7 qua bên trái. Rồi trừ 3 nhỏ hơn 5 qua bên trái, trừ 3 nhỏ hơn trừ 2 qua bên trái, trừ 3 lớn hơn trừ 5 qua bên đâu? Qua bên phải. Sau khi ta thêm 8 phần tử vào thì cây dự phân ta hình thành như sau, có hình dạng như sau. Rồi bây giờ anh hướng dẫn các bạn cách duyệt cây cuối cùng, đó chính là cách duyệt theo kiểu là right, left, not. Rồi right, left, not như thế nào? Right, left, not. Thì đầu tiên lấy nó góc làm chuẩn. Right, đây là cấu trúc right, left, not. Thì đầu tiên vậy thì kiểu gì? Right trước, qua bên phải. Số 5 có cây qua bên phải hay không? Có thì qua bên phải. Qua bên phải lại là một cấu trúc right, left, not tiếp tục. Rồi, right, left, not qua về cái gì đầu tiên? Về kêu right. Thì số 7 này có cây qua bên phải hay không? Không có, bỏ qua. Cái cây qua bên phải đang trở nên null, là không có phần tử gì hết. Nó bên phải nó không có các phần tử gì hết, vì chúng ta bỏ qua. Right, tiếp tục. Vậy right vậy gì? Vậy left. Số 7 có cây bên trái không? Có, thì qua bên trái của nó. Right, left, not. Qua bên trái lại hình thành một cấu trúc là right, left, not tiếp tục. Rồi số 6 có cây bên phải hay không? Vậy bên phải không có, bỏ qua. Đến gì? Đến left, vậy qua trái không có, bỏ qua. Đến gì? Đến not. Not là gì? In giá trị ra màn hình 6, đúng không nào? Rồi quay lên. Quay lên. Thì số 7 này nãy ta đã vượt qua right, vượt qua left rồi. Lúc này vượt qua đâu? Vượt not. Not là in ra. Hạ đụng not là in giá trị ra màn hình. Rồi chúng ta tiếp tục quay lên. Thì số 5 này nãy ta đã vượt qua đâu rồi? Vượt qua right đúng không? Bây giờ vượt qua đâu? Vượt qua left là ra qua bên trái. Thì số 5 này có cây con trái, tiếp tục vượt qua bên trái. Qua bên trái lại một cấu trúc gì? Right, left, not. Thì số 2 trừ 2 này có right hay không? Vượt theo right, vượt qua bên phải, có cây con phải qua bên đây. Right, left, not. Thì số 0 này ta dựa theo đâu trước? Dựa theo right qua bên phải, có cây qua bên phải qua bên phải. Right, left, not. Thì số 1 này dựa qua đâu? Dựa qua phải, không có cây qua bên phải, bỏ qua. Dựa qua đâu? Dựa qua left, không cây qua bên trái, bỏ qua. Tiếp tục dựa đâu? Dựa not, not là in ra 1. Tiếp tục quay lên để quay lên. Rồi số 0 này ta dựa qua đâu rồi? Dựa qua right đúng không? Lúc này ta dựa qua left. Thì số 0 có cây qua bên trái hay không? Không có, bỏ qua. Tiếp tục dựa đâu? Dựa đến not là in số 0 ra ngoài. Chỗ này sao vậy? Rồi chúng ta tiếp tục dựa right left not đúng không? Quay lên, quay lên. Thì số trừ 2 này chúng ta dựa qua đâu rồi? Dựa qua phải rồi. Lúc này tiếp tục dựa qua đâu? Dựa qua left. Có cây bên trái không? Có thì qua bên đây. Lại là một cấu trúc gì? Right left not. Thì trừ 5 dựa qua đâu trước? Dựa qua phải. Có cây bên phải, tiếp tục đi qua bên phải. Lại là một cấu trúc right left not. Rồi số trừ 3 này dựa qua đâu? Dựa qua phải. Không có cây bên phải, bỏ qua. Dựa qua trái, không có cây bên trái, bỏ qua. Tiếp tục dựa đâu? Dựa not. Not là gì? Trừ 3 in ra. Rồi quay lên. Thì trừ 5 hồi nãy ta đã dựa qua đâu rồi? Dựa qua right đúng không? Lúc này tiếp tục dựa qua đâu? Dựa qua left. Có cây con trái hay không? Không có, bỏ qua. Tiếp tục dựa đến gì? Dựa đến not là trừ 5 in ra màn hình. Rồi tiếp tục quay lên. Thì trừ 2 hồi nãy ta đã dựa qua đâu rồi? Dựa qua right rồi. Dựa qua left rồi. Lúc này dựa qua đâu? Dựa qua not. Not là gì? Trừ 2 in ra. Không có gì hết. Rồi dịch lên, số 5 này nãy chúng ta đã dịch qua đâu rồi? Dịch qua right rồi,
dịch qua đâu rồi? Dịch qua left rồi. Tiếp tục, còn cái gì chưa dịch? Còn not. Chúng ta tiếp tục dịch qua not là in ra xuống nào. Thì sau khi chúng ta đã dịch xong là chúng ta đã đi hết tất cả các phần tử cái gì phân. Và chúng ta đã thao tác hết tất cả phần tử rồi. Thì sao? Ta dừng lại. Đúng không? Ta dịch qua hết tất cả phần tử rồi dừng lại. Thì sau khi chúng ta dịch thì kiểu là right, left, not. Thì sao? Right, left, not. Chúng ta đã in được các phần tử như sao? 6, 7, 1, 0, trừ 3, trừ 5, trừ 2, 5. Đúng không nào? Đó, thì đây là cái ý tưởng mà chúng ta làm cái bài này bằng tay như vậy. Lúc này vô chúng ta cài đặt code cũng rất simple. Copy lại bot. Không, nếu các bạn hiểu rõ bản chất của một cái gì đó thì tự động các bạn có thể tự động suy luận làm những cái bên dưới. Vì vậy nếu như các bạn xem video của anh, các bạn xem các bạn hiểu được cách anh dịch theo hai cách này thì các bạn tự động mình suy nghĩ để dịch theo các cách còn lại. Khi nào mà không hiểu xem video của anh, hiểu rồi tự động ngồi làm lại theo cách mình hiểu. Thì khi đó các bạn hiểu rõ học và các bạn hiểu rõ một bản chất của một vấn đề đấy thì các bạn học nó rất là dễ và các bạn học các bạn phải phát triển lên. Còn các bạn học các bạn chỉ hiểu cái nền bên trên thì các bạn khó có thể đi xa nữa. Bạn cố gắng hiểu cho anh cái bản chất của vấn đề. Rồi, hàm sức cài nhịp phân theo left, right, not, đúng không? Lúc này là right, left, not. Rồi, chỗ này sửa lại thôi. Right, left, not. Rồi, đầu tiên là gì? Dịch theo gì? Right, copy, but. Chỗ này cho trỏ đến đâu? Dịch qua đâu? Dịch qua bên phải trước, đúng không? Đầu tiên là right, left, not nè. Dịch qua phải trước. Rồi, dịch qua bên phải. Ok, rồi, tiếp tục. Gọi lại cái hàm này, dẹp qua đâu? Dẹp qua bên trái. Làm T trở đến gì? B left. Dẹp qua phải. Chỗ này dẹp qua gì? Dẹp qua trái. Rồi, xuất giá trị ra màn hình. Không, quá đơn giản, không có gì khó hả? Rồi, chúng ta xuống đây. Gọi lại. Right, left, not. Số 7. Đó, cái hàm này các bạn hình dung chưa? Đầu tiên chúng ta dẹp qua bên phải. Khi gọi lại cái hàm này, tham số trường vào là T cho đến B right. Tiếp tục, right rồi, dịch qua đâu, dịch qua left. Gọi lại cái hàm này, T cho đến B left. Sau đó đến gì, not là cái xuất ra cái data trong cái not đó. Đó. Rồi, hình dung ha. 6, 7 right, left, not. Rồi, chúng ta copy này lại. Nếu người dùng nhập vào lựa chọn số 7 thì làm gì? Lựa chọn bằng 7 thì anh sẽ gọi lại cái hàm dẹt cây theo kiểu là right, left, not. Chỗ này sửa lại thôi. Right, left, not. Rồi, chạy thử. Anh sẽ nhập các cái giá trị theo như chúng ta đã làm. Đó là đầu tiên 1, 5, 1, 7, 1, trừ 2, 1, 0, 1, trừ 5, 1, 1, 1, 6, 1, trừ 3. Rồi, anh dịch theo kiểu là right, left, not, nghĩa là nhập số 7. Thì các phần tử ta in ra như sau. Đó là 6, 7, 1, 6, 7, 1, đúng không? 0, trừ 3, trừ 5, 0, trừ 3, trừ 5, trừ 2, 5. Đúng không nào? Đấy, là kết quả chúng ta đã dịch đúng. Không sai, nghĩa là ý tưởng chúng ta làm đã đúng rồi đấy. Thì các bạn cố gắng xem và các bạn hình dung cái ý tưởng anh làm như thế này. Và các bạn ngồi hình dung, nghiệm ngẫm rồi, suy ngẫm rồi. Rồi, thì video này anh sẽ kết thúc tại đây. Có các bạn có khó khăn gì các bạn có thể comment bên dưới video, hình dung cho nào. Rồi, thì các bạn sẽ làm nhiều bài tập cho các bạn mới hiểu rõ được. Thì anh đã cái video cuối cùng này anh đã hướng dẫn các bạn cách dịch cuối cùng của cái gì phân, đó là right, left, not, là ta đã hoàn thành xong. Anh đã hướng dẫn các bạn xong 6 cách dịch cây trong cây nhị phân. Đó, cái video khai báo khởi tạo anh đã hướng dẫn các bạn cách dịch not, left, right và 5 video còn lại hướng dẫn các bạn 5 cách dịch tiếp theo. Rồi, các bạn xem và làm bài tập giúp anh nhé. Ok.